Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kim. Lễ này là khoảng thời gian để chúng ta nghỉ ngơi sau những ngày làm việc và học tập căng thẳng, và là lúc để ta dành thời gian cùng với gia đình và những người thân yêu. Vậy thì tại sao các bạn không nhân dịp này giới thiệu với gia đình và người yêu những tựa game thú vị và dành cho nhau những khoảnh khắc thật vui qua những tựa game này? Nào, hãy cùng em gái Mọt điểm danh qua những bản game co-op đáng chơi nhất nhé. Hứa với các bạn là sẽ thật hay và thật vui luôn đó. Xin chào tất cả các bạn, mình là Mọt Thương. Thời điểm này là lúc để chúng ta dành thời gian cho gia đình, cho những người mình yêu thương nè. Là game thủ thì mình nghĩ không bỏ game được lâu đâu, cùng lắm là 2-3 ngày thôi. Nên nếu các bạn không có kế hoạch đi du lịch thì có thể dùng game làm hoạt động gắn kết nè. Vừa được chơi game, vừa có những khoảng thời gian vui vẻ cùng người mình yêu thương này. Trong clip này, mình sẽ giới thiệu với các bạn những tựa game co-op 2 người chơi trở lên để bạn có thể chơi cùng người yêu hay gia đình nhé. It Takes Two. It Takes Two đưa người chơi đến với câu chuyện của cặp vợ chồng Cody và May. Hai người đã tính đến chuyện ly dị sau những cuộc cãi cọ và lục đục nhưng không có hướng giải quyết. Khi hai người nói với cô con gái Rose rằng họ sẽ ly dị, cô bé đem hai con búp bê được tạo hình giống bố mẹ mình và lẻn vào nhà kho rồi đóng giả bố mẹ nói chuyện tình cảm với nhau. Đây là trò chơi mà cô bé thường chơi mỗi khi bố mẹ cô cãi nhau. Tủi thân, Rose òa khóc. Những giọt nước mắt của cô bé rơi xuống hai con búp bê và bằng một thứ phép thuật nào đó, bố mẹ cô bé bị nhập vào cơ thể của chúng. Từ đây, Cody và May phải tìm cách biến đổi cơ thể của họ trở lại như trước đây và đồng thời sửa chữa hôn nhân của họ vì cô con gái thân yêu. Với đồ họa tươi sáng nhiều màu sắc, gameplay mang tính tương tác cực cao với những màn chơi được thiết kế vô cùng đa dạng và sống động. Chưa kể, cốt truyện mang lại những bài học ý nghĩa về cuộc sống, về hôn nhân. It Takes Two đảm bảo sẽ mang lại cho bạn những phút giây giải trí đáng đồng tiền. Khi đã nhắc đến It Takes Two thì cũng không nên bỏ qua hai tựa game A Way Out và Brothers: A Tale of Two Sons, bởi cả ba tựa game co-op cực hay này đều được đạo diễn bởi Joseph Fares, người đã nổi tiếng với câu nói "Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars. Fuck you." Bởi Oscar hờ hững với những tác phẩm và game, thậm chí phát ngôn của anh còn được làm thành Easter egg trong It Takes Two nữa. A Way Out. Trong A Way Out, các bạn sẽ vào vai hai tù nhân tên Leo và Vincent trong công cuộc vượt ngục, theo sau đó là một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ và cam go với những trường đoạn mang lại cho người chơi nhiều cảm xúc. Càng chơi, bạn sẽ càng hiểu về hoàn cảnh của hai người tù nhân này và sẽ có lúc bạn phải đưa ra những quyết định vô cùng khó khăn. Điểm mạnh của A Way Out vẫn là gameplay hấp dẫn. Người chơi sẽ phối hợp cùng nhau trong những màn giải đố, đặc biệt là những pha hành động bắn súng nảy lửa. Do là bối cảnh của game không được thân thiện lắm nên các bạn chỉ chơi cùng người yêu hay bạn bè thôi, chứ đừng giới thiệu game này cho bố mẹ nhé. Brothers: A Tale of Two Sons. Tuy game không được thiết kế để co-op nhiều người, nhưng mình nghĩ cũng rất tuyệt khi mọi người quây quần cùng thưởng thức một tựa game nhưng được thể hiện chẳng khác nào một bộ phim. Brothers: A Tale of Two Sons đưa ta đến với câu chuyện của hai anh em ruột thịt Nai và Naya đã mất đi người mẹ thân yêu bởi đáy biển đại dương. Người bố cũng đang lâm trọng bệnh. Chỉ có một thứ nước được lấy từ cây sự sống mới có thể cứu sống ông. Thế là cùng nhau, hai anh em vượt qua bao gian nan thử thách với mục tiêu cứu sống người cha của mình. Với những màn giải đố thử thách cùng nền đồ họa nhẹ nhàng và âm thanh hài hòa, tuy có những lúc cũng rất u ám. Nhìn chung, Brothers: A Tale of Two Sons là một tựa game co-op mà các bạn không nên bỏ qua. Unravel. Đối với mình, Unravel là một trong những dòng game phiêu lưu hay nhất và cảm động nhất mà mình từng chơi. Một ý tưởng độc đáo khi bạn vào vai hai cuộn len, chúng được gọi là yannis, và chúng có thể dùng sợi len từ chính người mình để giăng dây đi qua những chướng ngại vật hay đu qua những vực sâu. Nếu trong Unravel chúng ta chỉ có một mình cùng với bé Yanni màu đỏ, thì sang phần Unravel 2 chúng ta có thêm một bé Yanni màu xanh. Đồ họa trong Unravel phải nói là tuyệt đẹp với những khung cảnh thơ mộng, khiến ta cảm thấy thật nhẹ nhàng và thư giãn. Tuy nhiên, cũng sẽ có những lúc thật u tối và nguy hiểm, đem lại một cảm giác vô cùng căng thẳng. Những thử thách trong game được thiết kế đơn giản nhưng hợp lý, mang lại độ khó vừa phải để người chơi có thể thư thái tận hưởng. Đây là một series game mà các bạn phải thử qua, nhất là khi muốn dụ người ấy chơi game cùng. Overcooked. Khi nói về game co-op chơi được nhiều người mà lại còn phải đáng yêu vui nhộn để dụ người yêu hay gia đình chơi cùng, thì series Overcooked là ứng cử viên sáng giá. Đồ họa của game rất là dễ thương, đặc biệt mình rất thích nấu ăn và chơi game nấu ăn, nên mình rất thích cách mà đồ ăn được tạo hình. Game hỗ trợ 4 người chơi, mà càng nhiều người thì càng thử thách vì bạn phải biết cách phối hợp sao cho ăn ý nhất. Những màn chơi trong game được thiết kế đa dạng, càng về sau địa hình trong game càng liên tục thay đổi và đầy những chướng ngại vật xuất hiện. cùng nhau nấu những món ăn ngon và phục vụ cho những vị thực khách khó tính trên một con tàu lênh đênh trên biển, hay ở ngay giữa một đảo núi lửa phun ra nham thạch thì còn gì vui bằng. Overcooked sẽ mang lại cho các bạn những trận cười nghiêng ngả bởi những tình huống hài hước. Nếu đã chơi qua Overcooked thì bạn lại càng không nên bỏ qua tựa game này. Tựa như Overcooked, 4 người chơi sẽ phải phối hợp trong công việc là dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Nhưng khác với đời thật một cái, bạn có thể quăng, liệng, ném, bất chấp bể luôn. Nói chung là muốn làm sao thì làm, miễn sao chất đủ đồ lên xe là được. Còn gì vui bằng đúng không nào? Trine. Tiếp theo, mình phải giới thiệu với các bạn dòng game Trine này. Lấy bối cảnh thế giới fantasy hơi hướng thần tiên đầy màu sắc và phép thuật với những nhân vật hài hước và vui nhộn, mình đảm bảo Trine sẽ mang lại cho các bạn những màn chơi vô cùng thú vị. Điều mình thích ở Trine là ngoài co-op, bạn vẫn có thể chơi một mình và linh hoạt đổi qua các nhân vật. Quan trọng, game rất khuyến khích sự sáng tạo của người chơi. Có những tình huống nhờ vào sáng tạo và vật lý, và đôi khi cả may mắn nữa, bạn vẫn có thể vượt qua mà không cần quá máy móc. Nói tóm lại, Trine là dòng game thân thiện mà bạn có thể chơi cùng người yêu hay gia đình. Biết đâu, nhờ vào tựa game này mà bố mẹ bạn thay đổi cách nhìn về game thì sao? Orcs Must Die. Mình cảm thấy series này rất ít được mọi người nhắc tới thì phải. Có thể do game ra mắt cách đây đã lâu, mà phần 3 thì lại độc quyền trên Stadia nữa chứ, nên một phần nào game không được lan truyền rộng như những tựa game khác. Chứ thực chất đây là một dòng game rất hay và mang tính chiến thuật vô cùng cao. Với hai phần trước đều có trên PC nên các bạn vẫn có thể thưởng thức dòng game này tuy không được trọn vẹn. Orcs Must Die thuộc thể loại thủ thành lấy bối cảnh thời Trung Cổ, khi bạn phải đặt những cái bẫy thô sơ nhưng chết người như bẫy gai, bẫy sập, bẫy axit làm sao cho hợp lý nhất để đối phó với nhiều loại orcs khác nhau. Game hỗ trợ tối đa 2 nhân vật, mỗi nhân vật có kỹ năng cũng như vũ khí khác nhau. Tùy vào loại quái mà người chơi phải ứng biến sao cho tiêu diệt được chúng nhanh nhất mà không để lọt con nào qua cổng. Tuy nói về những con orcs xấu xí bẩn bựa nhưng game mang phong cách rất hài hước và vui nhộn đó nhé. Các nhân vật chính cũng có tính cách gây ấn tượng và cốt truyện hẳn hoi, chứ không hẳn là bạn chỉ biết vào rồi giết và giết không thôi đâu. Human Fall Flat. Human Fall Flat là tựa game rất chi là hài, bạn không muốn cười thì cũng sẽ có lúc phải cười thôi. Vì đầu tiên phải nói đến tạo hình của mấy nhân vật trông quá bựa, bạn còn có thể customize đồ cho chúng nữa, thậm chí còn có cả skin của bà nội Ricardo Milos nữa. Tiếp theo là cử động của nhân vật khó vô cùng. Nó như người dẻo không xương ấy, tướng đi lúc nào cũng oằn ẹo, mà mấy màn chơi thì toàn đòi bay với chà nhảy. Đứa nào té thì còn kéo cả đứa khác theo, thế là cả đám cứ dính chùm nhau. Bởi thế nên cứ chơi là tự động có nhiều tình huống cười đau bụng liền à. Game hỗ trợ rất nhiều người chơi nên các bạn có thể thoải mái chơi cùng người yêu, bạn bè hay gia đình nha. Cuphead. Cuphead là một tựa game khó nhằn đấy, nhưng sẽ rất đáng khoảng thời gian của các bạn. Đầu tiên ta phải nói đến đồ họa của game trông rất đẹp và vui nhộn, mang phong cách hoạt hình màu nước vào những năm 1930. Những nhân vật phản diện đáng lẽ phải đáng ghét nhưng cũng được thiết kế trông thật buồn cười. Mình thích từng hiệu ứng như đạn bắn ra hoặc những tia chớp bling bling khi có chuyển động nào đó, kết hợp với những bài nhạc jazz cổ điển tạo nên một siêu phẩm thật tuyệt vời. Và tất nhiên, điểm sáng nhất vẫn là lối gameplay platform đi ngang truyền thống. Mỗi màn chơi trong game đều được thiết kế tài tình hợp lý, tuy càng về sau thì càng khó nhằn nhưng nếu phá đảo được thì cảm giác rất là vui luôn. Đặc biệt, cứ mỗi màn chơi bạn phải đấu với một con boss mà không con nào trùng con nào, mỗi con đều có những đặc điểm khác biệt và những chiêu thức không đụng hàng. Bản thân nhân vật chính cũng có thể nâng cấp vũ khí và học thêm nhiều chiêu để đủ sức hạ đo ván những tên địch to khỏe. Nếu chơi co-op, bạn sẽ vào vai hai anh em tên Cuphead và Mugman, cùng nhau du hành qua những thế giới kỳ lạ và dần khám phá ra những bí mật ẩn giấu trong công cuộc trả món nợ máu cho quỷ dữ. Grounded. Grounded mới ra mắt cách đây không lâu và hiện tại vẫn đang là Early Access nên sẽ còn rất nhiều nội dung được cập nhật thường xuyên. Một ý tưởng thật thú vị khi bạn bị biến thành tí hon và buộc phải sinh tồn trong một khu vườn chỉ đằng sau sân nhà mà thôi. Nhưng trong bộ dạng nhỏ bé này thì một con kiến thôi cũng trở thành một con quái vật đáng sợ. Và ôi, đừng nhắc đến những mụ nhện nham hiểm độc địa. Bản thân Mọt Thương là fan của game sinh tồn nên Thương rất thích những hoạt động sinh tồn của thể loại này. Và đặc biệt hơn khi trong cơ thể tí hon này thì bạn có thể sinh tồn bằng những thứ thật thú vị mà người có kích cỡ bình thường chẳng bao giờ nghĩ đến. Ví dụ như thức ăn là từ những con côn trùng nướng, nước uống là từ những giọt xương hay những giọt nước ngọt còn sót. Rồi về sau thì dần dần nâng cấp chế tạo thêm vũ khí, áo giáp từ đầu kiến, xác của mấy con bọ hay xây căn cứ bằng những cái lá và cành cây nhỏ. Grounded làm mình có cảm giác như đang trong trí tưởng tượng của những đứa trẻ khi chúng tự nghĩ ra cuộc phiêu lưu sẽ như thế nào nếu chúng tí hon và khám phá khu vườn sau nhà chúng. Stardew Valley. Ôi, cái game cực kỳ gây nghiện này thì chắc mình không cần phải nói nhiều nữa vì ai cũng biết. Mình có thể ngồi cuốc đất và tưới cây cả ngày mà không thấy chán luôn đấy các bạn ạ. Mà ý mình là ngày ở ngoài đời nha. Có rất nhiều hoạt động trong tựa game này hay cả những tựa game nông trại khác như từ cuốc đất, trồng cây, tưới cây, chặt củi, câu cá, hái quả vân vân và mây mây. Chỉ là bạn không đủ thời gian để làm mà thôi. Bởi vậy, nếu chơi cùng người yêu thì lại quá tuyệt vời rồi đúng không nào? Cả hai sẽ cùng xây lên một nông trại thật xinh xắn nè, cùng nhau khám phá những hang động đầy đá quý cũng vui lắm chứ. Và tất nhiên, ngoài những tựa game nêu trên thì vẫn còn rất nhiều những tựa game co-op cũ mà hay như Minecraft, Don't Starve Together, Portal 2, vân vân. Mình chúc các bạn tìm được một tựa game phù hợp để chơi cùng gấu hay gia đình và có những khoảnh khắc thật vui vẻ cùng họ nhé. Hãy like, share và subscribe để kênh Mọt sớm đạt được 200.000 sub nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye!